Family and Friends Special Edition, Grade 2. Grammar. Do you like? What do you like? First of all, let's have a look back to the story we learned last week. Now, let's watch the video. Rice, meat, and carrots for Billy. Do you like carrots, Billy? No, I don't. No carrots for me. What do you like, Billy? Do you like yogurt? Yes, I do. Okay, first your carrots, and then a yogurt. Finished! Good boy. Here's your yogurt. I like yogurt. Oh, no. Now, have a look. Mom said, do you like carrots, Billy? Billy, con có thích carrot không? Billy answered, no, I don't. Không, con không thích. Next, Mom asked, what do you like, Billy? Billy, con thích cái gì? Do you like yogurt? Con có thích sữa chua không? Billy answered, yes, I do. Vâng, con thích sữa chua. Vậy qua cả ví dụ trên, khi chúng ta muốn hỏi ai đó có thích cái gì đó hay là không, chúng ta sử dụng cấu trúc do you like. Now, let's look at the screen. There are some examples for you. Do you like apples? Bạn có thích những quả táo không? Number 2, do you like bananas? Bạn có thích chuối không? Now, do you like rice? Bạn có thích cơm không? Và để trả lời cho câu hỏi do you like, chúng ta có hai cách trả lời. Nếu chúng ta thích, chúng ta trả lời yes, I do. Còn là ngược lại, nếu chúng ta không thích, chúng ta sẽ trả lời no, I don't. For example, do you like rice? Bạn có thích cơm không? Ví dụ, bạn thích thì bạn sẽ trả lời yes, I do. Vâng, tôi thích. Ví dụ thứ hai, do you like meat? Bạn có thích thịt không? Nếu bạn không thích ăn thịt, bạn sẽ trả lời no, I don't. Và hôm nay, chúng ta sẽ học thêm một mẫu câu mới nữa là what do you like? Có nghĩa là bạn thích cái gì? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trả lời như sau. I like cộng với thứ mà chúng ta thích. I have an example for you. Lan asked, what do you like? My answer, I like fish. Ở đây, bạn Lan hỏi, bạn thích cái gì về Mai? Và bạn Mai trả lời, tôi thích cá. Now, look at the screen. Write, yes, I do, or no, I don't. Now, look at picture number 2. Do you like carrots? Bạn có thích carrots không?
Ở đây các em nhìn vào vẻ mặt của cậu bé. Cậu bé có vẻ vui vẻ hớn hở. Vậy chắc chắn cậu bé sẽ thích ăn cà rốt. Vậy nên câu trả lời sẽ là Yes, I do. Vâng, con thích. Now, look at picture number 3. Do you like fish? Bạn có thích cá không? Tương tự, các em nhìn vào vẻ mặt của cậu bé. Có vẻ cáu gắt không muốn ăn. Vậy chứng tỏ câu trả lời ở đây là không thích. No, I don't. Không, tôi không thích cá. Now, open your workbook. Look at exercise number 1. Order the words. Ở bài tập số 1, các em sẽ sắp xếp các từ lộn xộn để hoàn thành một câu có nghĩa. Number 1. Do you like bananas? Bạn có thích chuối không? Tương tự các câu còn lại, các em sẽ sắp xếp thành một câu dựa trên những từ đã được gợi ý. Now, look at exercise number 2. Write. Ở bài tập số 2, các em sẽ viết các từ ở trong khung vào ô trống ở mỗi bức tranh. We have do, like, don't, do. There is an example for you. Number 1. Do you like carrots? Bạn có thích cà rốt không? Yes, I do. Vâng, con thích. Vậy chúng ta điền từ do và like vào câu đầu tiên và điền từ do vào câu thứ hai. Tương tự bức tranh số 2, số 3, số 4. Các em sẽ chọn những từ trong khung và điền vào chỗ trống. Goodbye, see you next lesson.